anh là một chú gà. Nhưng anh lại không phải là một chú gà bình thường. Gà bình thường luôn bị con người ăn thịt. Vào đêm ngày hôm qua, vợ anh đã bị con người làm thịt. Nhưng anh lại không thấy buồn. Anh xoa đầu con trai và nhìn nó bằng ánh mắt kiên nghị. Anh nói với cậu bạn của mình là Đại Bảo, anh sẽ đi tham gia cuộc thi trọi gà. Chỉ khi trở thành gà trọi, anh mới có thể thoát khỏi số phận bị con người làm thịt. Con trai cũng sẽ được nuôi dạy thành gà trọi. Đại Bảo ở bên cạnh anh lại làm ra vẻ khó có thể tin được. Họ đều là gà để làm thịt, không phải là gà trọi. Chắc chắn sẽ bị đánh chết trên sàn đấu. Cho dù anh từng mơ mình sẽ bị làm thịt, anh chưa từng muốn làm gà trọi, nhưng anh vẫn chọn cách ủng hộ cậu bạn Đại Phi của mình. Sau những ngày tập luyện liên tục, Phi đã trở thành một cao thủ. Cuối cùng cũng đã đến ngày thi đấu. Trận đấu bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa mới dứt, Phi đã ăn đòn. Đến cả Bảo ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng xương anh gãy. Phi đã nôn ra máu tươi. Anh sắp chết rồi, nhưng anh lại đứng dậy. Lần này anh đã tấn công trước. Anh rất nhanh nhẹn, anh lao lên trước, tránh được một đấm. Sau đó, anh đã tung đòn. Chiêu này của anh rất ngầu. Động tác nhanh nhẹn của anh đã khiến cho Bảo bất ngờ. Người xem cũng đã hò hét vì anh. Gà dừng lại nổi giận, nó nắm chặt tay. Nhưng Phi đã chắp tay ra sau và đứng chờ bị đánh. Cú đấm sắp sửa đến chỗ anh, nhưng anh lại nhắm mắt lại. Anh đã bị đấm thẳng vào mặt. Cú đấm mạnh mẽ này đã khiến đầu anh bị đè ra đất. Nhưng đây chính là điều anh muốn. Dựa vào sức mạnh của gà rừng, Phi đã nhấc chân lên. Anh tung cú đá, khiến cho gà rừng nhìn một con mắt. Nhân cơ hội này, Phi đã tấn công. Mắt gà mọc ở hai bên đầu. Nếu như một con mắt không nhìn thấy gì nữa, gà sẽ có một khoảng mù. Nhờ điều này, Phi đã làm gãy chỗ mềm yếu nhất của gà rừng, đó là ngón tay. Mọi người cũng rất sửng sốt với pha lật ngược ngoạn mục này. Họ đều đứng lên cổ vũ anh, nhưng Bảo lại đứng im không làm gì. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc gà nhà có thể đánh bại gà rừng. Nhưng lúc này, Phi sắp không trụ được nữa. Hai cú đấm của gà rừng đã khiến cho xương đầu anh bị vỡ. Nhưng may mà chỉ 3 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Chỉ cần gà rừng không đánh bại được Phi, Phi sẽ thắng. Nhưng lúc này gà rừng lại rất bị ổi. Hắn lấy thuốc kích thích ra, tiêm vào người mình. Sau đó điên cuồng lao về phía Phi và bóp lấy cổ anh. Phi sắp chết rồi. Nhưng vào đúng lúc này, hết giờ, Phi cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thứ anh nhận được lại chỉ là cú đấm. Gà rừng sẽ không quan tâm đến việc trận đấu kết thúc hay chưa. Người xem cũng chỉ muốn được xem cảnh một con gà bị đồng loại của mình đánh đến chết. Người thực sự để ý tới Phi chỉ có mình Bảo. Chú gà này đã bị đè chặt xuống. Bảo đã kêu lên những tiếng kêu vì tuyệt vọng. Dừng tay lại. Nhưng loài người xung quanh lại đang hoan hô. Họ không quan tâm đến việc này. Cuộc ẩu đả trên sân càng lúc càng kịch liệt. Phi đã bị đánh tới chết. Thế gian này lại mất đi một người cha. Bảo nhìn xác của bạn mình, anh nhặt chiếc găng tay đã rách tươm tả lên, rồi cuốn nó vào tay mình. Anh quyết định phải trả thù cho Phi. Anh đã thắng trận đấu này rồi. Chỉ có điều, thế giới này không chịu nói lý lẽ đâu. Do đó, Bảo đã đăng ký tham gia giải đấu gà trọi. Nhưng những người trong phòng đăng ký đều chế giễu anh. Anh chỉ là tự đến nộp mạng mà thôi. Nhưng Bảo lại nói, nếu như mấy người muốn trở nên giàu có thì hãy cược cho tôi đi, nghĩ ra cách đối phó. Cuộc thi đấu đã diễn ra rồi. Do sự chênh lệch quá lớn nên nội dung để cho người xem đặt cược lại là Bảo sẽ bị đánh chết trong bao lâu. Nhưng anh không hề quan tâm đến điều này. Anh làm ra vẻ như người ngoài lên, rồi giáng một cú đấm rất mạnh về phía mặt đất. Cho dù Bảo đã tránh được, nhưng anh lại không tránh được đợt tấn công sau đó của hắn. Anh đã bị hắn bắt được. Hắn bóp chặt anh như muốn giết anh vậy. Gà rừng không ngừng khiêu khích anh. Hắn còn tháo kính dâm của anh ra. Nhưng gà rừng lại làm ra vẻ rất kinh bỉ, bởi vì chỉ có những người rất mạnh mới có thể dùng được chất kích thích, mà Bảo chỉ là một con gà nhà dùng để làm thịt mà thôi. Nếu như anh dùng chất kích thích thì anh sẽ chết. Nhưng Bảo lại đâm kim tiêm vào ngay tim mình, rồi tiêm hết số thuốc vào người. Gà rừng cũng thấy sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, Bảo đã lăn ngay ra đất. Thực ra chính hắn cũng không thể nào chịu đựng được sức mạnh của thuốc kích thích. Chưa tới lúc gay cấn nhất, hắn cũng sẽ không dùng nó. Nhưng lúc này, Bảo lại nhớ tới người bạn Phi của mình, cùng với cậu con trai mà anh đã gửi gắm lại cho mình. Bảo đã hứa với bạn mình sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt. Dường như anh đã nghe thấy tiếng gọi của con đến sắc nhọn. Mặt mũi anh rất hung dữ. Thấy anh như vậy, gà rừng lạnh cả sống lưng. Hắn tung một cú đấm về phía anh, nhưng anh lại không hề hấn gì. Gà rừng lại giơ chân lên đá, nhưng Bảo lại dễ dàng tránh được. Hắn đã nổi giận, hắn tung ra cú đấm mạnh nhất của mình. Đến cả người xem xung quanh cũng thấy sợ hãi, nhưng Bảo lại có thể dễ dàng bắt được tay hắn. Anh đã bắt đầu phản kích. Anh tung cú đấm trả lại cho hắn, khiến cho gà rừng không thể đánh trả được. Hắn vẫn muốn phản kháng lại, nhưng tất cả những điều hắn làm cũng đều vô ích. Lại là một đòn đấm đá mạnh mẽ. Cuối cùng, gà rừng cũng bị đè xuống đất. Hắn bị Bảo bóp cổ. Nhưng lúc này hắn lại bỗng phì cười và nói, cho dù anh có đánh thắng tôi, anh cũng không thể trở thành gà trọi được. Anh cũng sẽ bị loài người ăn thịt thôi. Cũng sẽ có một ngày gà trọi không thể đi trọi được nữa. Gà không thể nào thoát khỏi số phận bị làm thịt. Chẳng qua con người chỉ muốn nhìn xem chúng ta tự tàn sát lẫn nhau trước khi đem chúng ta ra làm thịt thôi. Nhưng Bảo lại nói, mục tiêu của tôi đến dĩ không phải là anh. Nói xong, anh đã cầm chân gà rừng, rồi đá hắn bay ra ngoài. Còn mục tiêu thực sự của anh chính là ông chủ của gà rừng. Ông ta lại lôi súng ra, bắn chết gà rừng.
Nhưng lúc này, Bảo đã đi ra từ đằng sau gà rừng. Rồi anh xông thẳng đến chỗ ông ta. Ông ta còn chưa kịp bắn phát tiếp theo, Bảo đã hạ gục ông ta. Anh bắt người của ông ta, thả hết những chú gà trong lồng ra. Nếu không mình sẽ giết chết ông chủ của họ. Do đó tất cả các con gà đều đã được thả ra. Nhưng Bảo lại không muốn tha cho người này. Tôi đã học được một đạo lý từ chỗ loài người các người. Đó chính là không thể nói chuyện bằng lý lẽ. Ông hãy đi chết đi. Nhưng khi móng đưa đến cổ của ông ta, anh đã dừng lại. Bởi vì có một chú gà con đang nhìn chằm chằm vào anh. Mà chú gà này chính là con trai của Phi. Anh đã hứa phải chăm sóc tốt cho cậu bé. Nếu như cậu bé nhìn thấy anh giết người, sẽ khiến cho cậu bé bị ảnh hưởng. Nhưng anh lại nhớ tới bố của cậu bé, từng bị con người đánh đến chết. Tay anh đã không kìm nổi mà đâm vào cổ ông ta thêm hai phân nữa. Nhưng anh lại nhìn chú gà con. Cuối cùng anh vẫn quyết định tha cho ông ta. Anh không thể để cho một đứa trẻ nhìn thấy cảnh giết người. Thế giới này vẫn rất tốt đẹp. Chúng ta đi thôi. Chú sẽ đưa cháu đi ra ngoài khám phá. Họ đã quyết định đi tới đảo gà nhỏ, nằm ở phía nam. Gà ở nơi đó không phải là thức ăn của loài người.